Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn phần thứ 5 của loạt bài về viêm phổi tại giường trong chẩn đoán nguyên nhân suy hấp cấp. Hôm nay mình xin giới thiệu phần Blue Protocol, đây là phần quan trọng nhất của loạt bài giảng này. Để học được cái phần 5 này thì các bạn cần phải xem lại video từ số 1 tới số 4. Và ở đây mình xin nhắc lại các dấu hiệu quan trọng trong viêm phổi. Thứ nhất, để chẩn đoán viêm phổi chúng ta cần phải biết được các dấu hiệu bình thường, đó là dấu bát sai, dấu phổi trượt, dấu bờ biển và đường A. Và chúng ta cần phải biết được các dấu hiệu bất thường của màng phổi, đó là những trường hợp bệnh nhân bị mất dấu phổi trượt. Nếu xem trên EMOT chúng ta sẽ thấy được dấu tầng bình lưu. Và chúng ta cần phải biết được dấu điểm phổi, lưng point. Và để chẩn đoán hội chứng mô kẽ thì chúng ta có dấu hiệu gọi là đường B, là những đường dọc nằm từ màng phổi cho đến cuối màn hình. Và để chẩn đoán tràn dịch màng phổi thì chúng ta có dấu hiệu hình tứ giác và dấu hiệu hình sin, và hai dấu hiệu quan trọng khác rất dễ thực hiện trên siêu âm, đó là dấu no mirror sign và dấu spy sign, dấu cột sống và dấu soi gương. Và để chẩn đoán hội chứng đông đặc phổi thì chúng ta có dấu dạng mô và dấu nét vụn. Dấu dạng mô, dấu nét vụn. Và để chẩn đoán một cái nhu mô phổi bị đông đặc là viêm phổi hay là bị xẹp phổi thì chúng ta có dấu e-chronogram. Các bạn nên xem lại các video clip trước để hiểu được các dấu hiệu này. Và mình xin đi vào Blue Protocol. Thì Blue Protocol là một nghiên cứu được đưa ra, được thực hiện bởi tác giả Daniel Lestenday. Đây là ông cha đẻ của siêu âm phổi. Và ông thực hiện siêu âm phổi trên các bệnh nhân bị suy hấp cấp. Và đây là một nghiên cứu quan sát trong vòng 4 năm trên những người lớn. Và mỗi bệnh nhân nhập vào cấp cứu bị suy hấp cấp sẽ được thực hiện siêu âm phổi trong vòng 20 phút nhập viện. Và mỗi ca chỉ thực hiện siêu âm kéo dài dưới 3 phút. Và bác sĩ thực hiện siêu âm sẽ không biết thông tin gì về bệnh nhân. Và kết quả của siêu âm phổi này sẽ được so sánh với chẩn đoán cuối cùng. Chẩn đoán cuối cùng đây gồm có lâm sàng và cận lâm sàng đánh giá bởi các sĩ chuyên khoa. Và trong Blue Protocol này, tác giả loại trừ những nguyên nhân có chẩn đoán không rõ ràng. Những bệnh nhân có nhiều chẩn đoán, ví dụ suy hấp cấp vừa do viêm phổi, vừa do phù phổi thì sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. Và những nguyên nhân suy hấp cấp hiếm gặp, ví dụ như bệnh nhân bị thuyên tắc ối là nguyên nhân hiếm gặp, sẽ bị loại khỏi nghiên cứu. Và trong vòng 4 năm, tác giả nghiên cứu trên 301 bệnh nhân thì được chọn vào 260 bệnh nhân. Những bệnh nhân còn lại bị loại ra do tiêu chuẩn loại trừ. Và các bệnh nhân này đều được thực hiện trên một máy siêu âm trắng đen với kỹ thuật đơn giản năm 1992, máy siêu âm năm 1992 và một đầu dò duy nhất, đó là đầu dò cong nhỏ microconvex 5 MHz. Và tác giả chia nguyên nhân suy hấp cấp ra làm 5 nhóm, đó là viêm phổi, OAP, ít cấp COPD và hen phế quản, thuyên tắc phổi và tràn khí màng phổi. Tác giả chia mỗi ngực của bệnh nhân ra làm 3 vùng, vùng phía trước, vùng giữa, vùng bên, vùng trước, vùng bên và vùng sau. Vùng sau mình không khảo sát toàn bộ mà chỉ khảo sát một phần thôi. Và đường nách trước, đường nách sau chính là vùng phân chia các đường này, các vùng này. Và trong Blue Protocol, chúng ta cần phải đánh giá 3 vấn đề. Thứ nhất, bệnh nhân có dấu phổi trượt hay không. Thứ hai, đường A-line hay đường B-line. Hai cái này sẽ thực hiện tại vùng phía trước ngực của bệnh nhân, tức là vùng 1, zone 1. Và sau đó, chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân có đông đặc phế nang hoặc tràn dịch màng phổi hay không. Và trong Blue Protocol, tác giả đưa ra những thuật ngữ. Để dựa vào những cái thuật ngữ này, tác giả dùng sinh lý bệnh để đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Thuật ngữ thứ nhất là A-line và A-line, A-line, đường gọi là A-profile hay là A-profile. A profile có nghĩa là những bệnh nhân mà chúng ta đặt đầu dò ở phía trước ngực hai bên. Chúng ta sẽ thấy bệnh nhân còn dấu phổi trượt và có những đường A. Còn A phẩy profile khi chúng ta đặt đầu dò ở phía trước, chúng ta sẽ thấy
mất dấu phẩy trượt và còn đường A. Rất dễ nhớ, chúng ta nhớ A và A phẩy. A phẩy là mất dấu phẩy trượt và A có nghĩa là còn đường A. B profile và B phẩy profile. Những trường hợp mà chúng ta đã đặt đầu dò phía trước, chúng ta thấy còn dấu phẩy trượt và bệnh nhân có những đường B line, đường B lan tỏa phía trước hai bên thì chúng ta gọi là B profile. Còn nếu chúng ta thấy B line lan tỏa phía trước nhưng bệnh nhân bị mất dấu phẩy trượt, chứng tỏ đó là B phẩy profile. Và A trên B profile, đó là những trường hợp mà chúng ta đặt đầu dò phía trước, chúng ta thấy một bên là đường A, một bên là đường B, thì đó là A trên B profile. Ở đây chúng ta không quan tâm là còn dấu phẩy trượt hay mất dấu phẩy trượt. Và C profile, đó là chúng ta thấy được có tình trạng đông đặc phổi ở ngay phía trước ngực bệnh nhân, zone 1 nha các bạn, vùng 1. Thấy có tình trạng đông đặc phổi, có thể là dấu nét vụn hoặc dấu dạng mô mình đã trình bày trong phần trước. Và plus, đó là khi chúng ta đặt đầu dò ở vùng sau và vùng bên, chúng ta thấy có tình trạng tràn dịch màng phổi hoặc có tình trạng đông đặc phổi, thì lúc đó chúng ta gọi là plus dương. Tùy theo những cái profile mình đã kể trên, tác giả dùng sinh lý bệnh để biện luận chẩn đoán. Ví dụ nếu chúng ta đặt đầu dò ở phía trước hai bên, chúng ta thấy có những đường B lan tỏa hai bên và có dấu phổi trượt, chứng tỏ là bệnh nhân có B profile, thì tác giả sẽ chẩn đoán bệnh nhân bị phù phổi. Thì như sinh lý bệnh chúng ta biết, trong phù phổi đó là tình trạng hội chứng mô kẽ, tức là có đường B, và trong phù phổi khi màng phổi có thể có dịch tiết ra và dịch này là dịch thấm, nên màng phổi thành và màng phổi tạng trượt lên nhau bình thường. Còn trong viêm phổi chúng ta có thể thấy hội chứng mô kẽ, chúng ta có thể thấy đường B, nhưng mà vì trong viêm phổi dịch giữa các màng phổi là dịch tiết nên màng phổi thành và màng phổi tạng sẽ không trượt lên nhau, nên ở đây chúng ta sẽ thấy B profile sẽ nằm trong viêm phổi. Còn trong những trường hợp ví dụ như là bệnh nhân chúng ta siêu âm, bệnh nhân bị mất dấu phổi trượt ở phía trước, không có đường B và chúng ta thấy có điểm phổi lưng toi, thì chứng tỏ bệnh nhân bị tràn khí màng phổi. Các bạn nên xem lại những video trước. Ở đây chúng ta thấy nếu như bệnh nhân tràn khí màng phổi thì khí sẽ cản trở, chúng ta không thể khảo sát được đường B nằm phía trước, nằm ở phía dưới. Và điểm phổi đó là vùng tiếp giáp giữa vùng màng phổi bình thường và vùng màng phổi bị tràn khí, thì chỉ có tràn khí màng phổi mới có thể gây ra dấu hiệu này. Còn nếu như chúng ta thấy một bên là A line, một bên là B line, thì nó là A trên B profile, thì chúng ta không thể tìm ra một chẩn đoán nào mà một bên là bệnh nhân bị hội chứng mô kẽ, một bên là bình thường, thì trong trường hợp đó chúng ta chẩn đoán viêm phổi. Hoặc nếu bệnh nhân có đông đặc phổi thì cái đó là bệnh nhân đã có C profile, đông đặc phổi ngay phía trước, thì nguyên nhân gặp đó là viêm phổi. Còn nếu chúng ta thực hiện siêu âm mà chúng ta thấy tất cả đều bình thường, đường A line ở phía trước và bệnh nhân có yếu tố nguy cơ có huyết khối tĩnh mạch, thì khả năng là bệnh nhân bị thuyên tắc phổi. Còn trong trường hợp pseudo COPD hoặc là hen phế quản là những trường hợp chúng ta siêu âm thấy không có hội chứng mô kẽ, A line ưu thế phía trước, không có thấy tình trạng tràn dịch màng phổi hay là đông đặc phổi ở vùng sau bên và bệnh nhân còn dấu phổi trượt, thì đó là bệnh nhân đã bị COPD hoặc hen. Hoặc nếu bệnh nhân mất dấu phổi trượt nhưng không có điểm phổi thì cũng là COPD hoặc là hen. Thì tùy theo những cái profile mà tác giả sẽ đưa ra những chẩn đoán, các bạn nên xem kỹ cái bảng này để đưa ra được chẩn đoán cho phù hợp. Thì nếu gộp chung tất cả các nguyên nhân lại thì độ chính xác của Blue Protocol là 90.5% để chẩn đoán nguyên nhân xuất cấp. Ở trong cái Blue Protocol chúng ta thấy ở đây chúng ta có một vấn đề, đó là để chẩn đoán thuyên tắc phổi chúng ta phải tìm ra được huyết khối tĩnh mạch. Thì nói chung là nghe tới đây là nhiều bác sĩ, chúng ta những người không phải chuyên khoa về siêu âm thì chúng ta sẽ rất là sợ, tại vì đâu có đơn giản để chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch. Thì ở đây mình xin giới thiệu cho các bạn một phương pháp chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch đơn giản, đó là phương pháp đè ép hai vị trí.
Xin nhắc lại về mặt giải phẫu, đây là tĩnh mạch đùi trung. Tĩnh mạch đùi trung tới vùng bẹn nó sẽ chia ra làm tĩnh mạch hiển lớn, và sau đó nó đi xuống một chút nữa thì nó chia ra làm tĩnh mạch đùi nông và tĩnh mạch đùi sâu. Tĩnh mạch đùi nông nó đi vòng ra phía sau tới vùng khoeo thì nó chia ra làm tĩnh mạch chày trước và tĩnh mạch chày sau. Thì phương pháp để ép hai vị trí này để thực hiện, chúng ta tốt nhất là nên để bệnh nhân nằm tư thế 45 độ, nằm ngửa tư thế 45 độ để giúp cho tĩnh mạch giãn lớn, chúng ta dễ khảo sát. Và ở vùng bẹn, chúng ta sẽ đặt đầu giò vào ngay vùng đất bẹn và chúng ta khảo sát. Chúng ta di chuyển đầu giò đến chỗ vùng chia đôi thành tĩnh mạch đùi nông, tĩnh mạch đùi sâu, sau đó chúng ta đặt đầu giò vào vùng khoeo, di chuyển đến vùng chia làm tĩnh mạch chạy trước, tĩnh mạch chạy sau. Và nguyên tắc siêu âm của chúng ta đó là nếu không để xẹp là chứng tỏ bệnh nhân có huyết khối. Ở đây phương pháp để ép hai vị trí là chúng ta thực hiện máy siêu âm trắng đen, không cần máy siêu âm màu. Phương pháp này nó rất đơn giản, thực hiện rất là nhanh so với lại phương pháp là siêu âm Doppler toàn bộ tĩnh mạch chi dưới. Và đây chúng ta đây là một cái video minh họa, đây là bác sĩ thực hiện. Bệnh nhân được nằm ngửa tư thế 45 độ, cái đùi hơi dạng ra ngoài, đầu giò đặt vào ngay vùng nếp bẹn. Ở đây chúng ta thấy tĩnh mạch thì lúc nào cũng nằm phía bên trong so với động mạch nằm phía ngoài. Nếu chúng ta đè ép vào mà tĩnh mạch xẹp, chứng tỏ là bệnh nhân có tĩnh mạch bình thường. Nếu chúng ta đè không xẹp, chứng tỏ bệnh nhân có huyết khối. Và sau đó chúng ta đặt đầu giò vào vùng khoeo, gối hơi gập nhẹ. Thì ở đây chúng ta thấy nếu nếu chúng ta đè xẹp thì chứng tỏ là bình thường. Nếu chúng ta đè không xẹp, chứng tỏ là có huyết khối. Chúng ta nên nhớ lại về mặt giải phẫu bệnh, ở vùng khoeo thì tĩnh mạch sẽ nằm gần đầu giò. Khi chúng ta đặt đầu giò như thế này, tĩnh mạch sẽ nằm gần đầu giò, nằm phía trước. Còn đôi khi chúng ta khảo sát ở vùng bẹn thì tĩnh mạch sẽ nằm ở phía trong so với đường giữa. Và nguyên tắc không đè xẹp là có huyết khối. Và phương pháp để ép hai vị trí này người ta đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu để so sánh với lại chụp DNA hoặc là phương pháp siêu âm Doppler toàn bộ chi dưới. Thì kết quả cho thấy rằng độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp để ép hai vị trí này cũng không hề thua kém so với các phương pháp DNA hoặc phương pháp siêu âm Doppler toàn bộ chi dưới, nên chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được tại khoa cấp cứu. Và phương pháp này cũng rất là khả thi, dễ thực hiện và dễ học. Đây là một nghiên cứu mà người ta đào tạo cho bác sĩ cấp cứu siêu âm theo phương pháp để ép hai vị trí trong vòng 2 đến 5 giờ, và mỗi bệnh nhân sẽ được siêu âm dưới 3 phút. Và kết quả của bác sĩ cấp cứu thực hiện này sẽ so với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thực hiện siêu âm Doppler toàn bộ chi dưới, và mỗi ca bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thực hiện trong vòng 45 giờ. Và kết quả cho thấy độ nhạy của đặc hiệu gần như là 100%. Nên chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể học được phương pháp này cách đơn giản. Và xin quay lại Blue Protocol. Đầu tiên, bệnh nhân siêu cấp nhập vào khoa cấp cứu, chúng ta sẽ thực hiện siêu âm. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt đầu giò siêu âm ở phía trước ngực của bệnh nhân, nhìn xem bệnh nhân còn dấu phổi trượt hay không. Nếu có dấu phổi trượt, chúng ta xem coi hai bên ngực nếu có bilateral lan tỏa hai bên thì chứng tỏ bệnh nhân bị phù phổi cấp. Nếu bệnh nhân có dấu phổi trượt mà A-line lan tỏa hai bên thì khi đó chúng ta nên siêu âm tìm huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp để ép hai vị trí để xem bệnh nhân có huyết khối hay không. Nếu có huyết khối tĩnh mạch chi dưới, chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị thuyên tắc phổi. Còn nếu không có huyết khối thì chúng ta nên đặt đầu giò vào vùng sau và vùng bên của ngực bệnh nhân để xem bệnh nhân có bị tràn dịch màng phổi hay là đông đặc phổi hay không. Nếu có, chứng tỏ bệnh nhân bị viêm phổi. Còn nếu tất cả đều bình thường, A-line, không có huyết khối, không có đông đặc, không có tràn dịch màng phổi thì chứng tỏ bệnh nhân bị CVD hoặc là hen phế quản. Còn nếu chúng ta đặt đầu giò vào phía trước hai bên, một bên chúng ta thấy là A-line, một bên là B-line thì lúc đó chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi, hoặc bất kỳ bên nào đó mà chúng ta thấy có tình trạng đông đặc phổi ngay phía trước, có dấu nét vụn hoặc dấu dạng mô thì chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi. Còn nếu chúng ta đặt đầu giò vào, chúng ta thấy bệnh nhân bị mất dấu phổi trượt, chúng ta thấy bệnh nhân bị mất dấu phổi trượt mà chúng ta thấy có đường
B hai bên thì chứng tỏ bệnh nhân bị viêm phổi. Còn nếu chúng ta thấy mất dấu phổi trượt mà bệnh nhân có đường A hai bên và bệnh nhân và chúng ta tìm thấy có điểm phổi thì chứng tỏ bệnh nhân đã bị tràn khí màng phổi. Còn nếu chúng ta thấy mất dấu phổi trượt có đường A mà lại không tìm ra điểm phổi thì lúc đó chúng ta nên tìm nguyên nhân khác để chẩn đoán, tìm thêm phương tiện, xin lỗi, chúng ta nên làm thêm các phương cận lâm sàng khác để giúp chẩn đoán, nên hỏi kỹ lại bệnh sử của bệnh nhân. Và đến đây thì Blue Protocol là chúng ta đã thực hiện xong, chúng ta đã biết về Blue Protocol, thì mình xin nhắc lại cho các bạn rằng trong Blue Protocol người ta đã loại ra những cái nguyên nhân gọi là phối hợp. Ví dụ bệnh nhân có thể vừa bị suy hấp do viêm phổi, vừa bị suy tim cấp hay là phù phổi, thì trong đó người ta đã loại trừ đi rồi. Nên chúng ta với một tình huống lâm sàng thực tế, coi chừng chúng ta sẽ chẩn đoán sai nếu chúng ta hoàn toàn tin theo Blue Protocol. Hoặc những nguyên nhân bị suy hấp hiếm gặp, ví dụ bệnh nhân bị thuyên tắc ối, chúng ta có thể bị bỏ sót nếu chúng ta chỉ dùng cái Blue Protocol một cách đơn thuần. Nên khi mà chúng ta nói chung, khi mà chúng ta đã nắm rõ về viêm phổi, chúng ta đã biết được các dấu hiệu và cơ chế sinh bệnh của các dấu hiệu, thì lúc đó chúng ta chẩn đoán là dựa vào suy nghĩ, suy luận của chúng ta, dựa vào phối hợp lâm sàng, siêu âm và các cận lâm sàng khác. Nên các bạn cần phải chú ý, chứ không hoàn toàn tin tưởng Blue Protocol. Ví dụ bệnh nhân nhập viện, chúng ta thấy có dấu phổi trượt, siêu âm phía trước có bila hai bên, thì khả năng bệnh nhân bị phù phổi cấp. Nhưng nếu chúng ta đặt đầu dò phía trước, phía sau, đặt đầu dò vùng sau bên, chúng ta thấy có đông đặc phổi, tràn dịch màng phổi, biết đâu bệnh nhân vừa có viêm phổi vừa có phù phổi cấp, hoặc bệnh nhân vừa bị phù phổi cấp chẳng hạn, vẫn có thể có thuyên tắc phổi đi kèm. Chúng ta nên xem lại yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, vân vân. Và Blue Protocol, nhiều người lại nói là bây giờ cái Blue Protocol của Lichten Tây thì ông thực hiện bởi ông là các chuyên gia về siêu âm nên cái độ chính xác nó cao. Vậy thì nếu như mà Blue Protocol thực hiện bởi bác sĩ không phải chuyên gia về siêu âm như chúng ta thực hiện thì kết quả như thế nào? Đây là một nghiên cứu mà Blue Protocol được thực hiện bởi các bác sĩ không phải chuyên gia về siêu âm. Và trong cái nghiên cứu này người ta huấn luyện cho bốn bác sĩ là không phải chuyên gia về siêu âm. Bốn bác sĩ này sẽ thực hiện, sẽ được học trong vòng 5 giờ lý thuyết và thực hiện 10 ca. Và người ta thực hiện trên 42 bệnh nhân suy hấp cấp nhập vào khoa cấp cứu và cũng thực hiện giống như Blue Protocol là mỗi ca thực hiện trong vòng dưới 3 phút và trong vòng 20 phút bệnh nhân nhập viện. Và kết quả này sẽ được so sánh với lại kết quả của X quang ngực được đặt bởi bác sĩ chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh và tiêu chuẩn vàng là chẩn đoán khi bệnh nhân xuất viện. Thì kết quả cho thấy để chẩn đoán phù phổi, các bác sĩ không phải chuyên gia về siêu âm chẩn đoán độ nhạy là 85%, độ đặc hiệu 87%, viêm phổi là 88 và 90%, COPD là 67 và 100%. Và gộp chung lại thì siêu âm giúp chẩn đoán với độ chính xác là 84%. Trong khi đó, X quang ngực được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh đọc thì độ chính xác là 43%, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được siêu phổi nếu như các bạn chịu khó xem những video phía trước và sau đó cố gắng thực hiện thực hành trên lâm sàng, thì mình tin chắc là trong tương lai các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được siêu phổi với độ chính xác ít nhất cũng là phải trên 80%. Và xin quay lại tình huống lâm sàng mà mình đã giới thiệu trong cái phần 1. Đó là một bệnh nhân nhập viện vì suy hấp cấp mà chúng ta không khai thác được bệnh sử và cũng không rõ được bây giờ chẩn đoán nguyên nhân của bệnh nhân bị suy hấp cấp là cái gì. Thì bây giờ chúng ta đã có siêu phổi thực hiện tại giường trong vòng dưới 3 phút có thể đưa ra chẩn đoán. Với tình huống như thế này, nếu chúng ta đặt đầu dò vào phía trước hai bên chúng ta thấy hình ảnh này thì các bạn chẩn đoán là cái gì? Các bạn nhớ là protocol đầu tiên, bệnh nhân có dấu phổi trượt hay không? Ở đây chúng ta thấy có bilai lan tỏa hai bên. Vậy thì theo Blue Protocol có dấu phổi trượt, có bilai, vậy chúng ta chẩn đoán ở đây là phù phổi cấp. Trong tình huống thứ hai, cũng bệnh nhân khó thở mà chúng ta không biết như vậy, chúng ta đặt đầu dò vào phía trước hai bên,
chúng ta thấy ở đây bệnh nhân còn dấu phôi trượt và A-line, vậy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? Theo Blue Protocol thì chúng ta nên làm siêu âm tìm huyết khối tĩnh mạch sâu. Chúng ta đặt đầu dò vào vùng bẹn và vùng kheo. Ở đây chúng ta thấy đè xẹt, chúng ta không có huyết khối. Vậy chúng ta làm gì tiếp? Chúng ta sẽ đặt đầu dò vào vùng sau và vùng bên của bệnh nhân xem có tràn dịch màng phổi hay là bị đông đặc phổi hay không. Ở đây chúng ta thấy có tràn dịch màng phổi, có đông đặc phổi. Vậy tình huống này theo Blue Protocol chúng ta xem lại, có dấu phôi trượt, có A-line, không có huyết khối và có blast chứng tỏ bệnh nhân bị viêm phổi. Chúng ta chẩn đoán là viêm phổi. Vâng, đến đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn gần như là toàn bộ cách để thực hiện siêu âm phổi để chẩn đoán nguyên nhân suy hấp cấp. Mong các bạn xem lại các phần trước để nắm rõ, và khi thực hiện siêu âm phổi chúng ta không nên hoàn toàn theo Blue Protocol mà là phải theo sinh lý bệnh, theo ý nghĩa của từng triệu chứng trên siêu âm như mình đã trình bày trong những video trước. Blue Protocol chỉ là cái để gợi ý cho chúng ta. Chúng ta phải phối hợp giữa lâm sàng, cận lâm sàng cùng với siêu âm và các cận lâm sàng khác để đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Và mình tin rằng khi các bạn đã nắm rõ về siêu âm phổi thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình đứng trước bệnh nhân suy hấp cấp, mình sẽ cảm thấy rất là tự tin khi thực hiện. Và hiện nay trên thế giới, người ta đã xem siêu âm phổi, siêu âm nó giống như là một cái ống nghe nối dài của người bác sĩ. Mong rằng các bạn cố gắng thực hiện, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho các bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn. Và phần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta dùng siêu âm để chẩn đoán nguyên nhân bị tụt huyết áp của bệnh nhân. Đó là cũng là một vấn đề rất là quan trọng và rất là nhức đầu khi chúng ta thực hiện, chúng ta làm tại khoa cấp cứu. Xin chân thành cảm ơn.